Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông từ phía Hòn Gai sang phía Bãi Cháy ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và đây là chúng ta đang đi lên lên cầu Bãi Cháy của bà con. Wow, có anh thanh niên đi xe nguy hiểm quá, đi ngược chiều nguy hiểm quá bà con. Trên cầu thì đi xe là không được quay xe rồi, chưa nói là đi ngược chiều nữa thì rất là nguy hiểm. Minh Toàn suýt nữa là Minh Toàn không để ý là Minh Toàn cũng đâm nhở. Đây là có thanh niên đây nữa, đi ngược chiều. Và trước mặt chúng ta là cái khu Yết Kiêu. Đây, cái khu Yết Kiêu. Để lên được cầu Bãi Cháy thì chúng ta phải đi qua các cái cầu dân. Ví dụ như đây cũng là một cái cầu dân mà trước khi mà lên cầu Bãi Cháy. Minh Toàn xin phép đi vào cái màn phía trong này. Và đây, đây là cầu Bãi Cháy. À chưa, đây mới là cầu dân số 5. Và đây, bắt đầu từ đây là cầu Bãi Cháy quý bà con ạ. Cầu Bãi Cháy có nhiều cái câu chuyện xung quanh cầu Bãi Cháy mà quý bà con cô bác cũng có thể tìm hiểu ở trên mạng, có rất là nhiều câu chuyện. Đi trên cầu Bãi Cháy này, nếu mà quý bà con những ai mà chúng ta sợ độ cao thì tốt nhất là chúng ta không nên nhìn xuống dưới, bởi nhìn xuống dưới sẽ làm cho quý bà con cô bác chúng ta đi sẽ không vững được tay lái. Và đây mến thưa quý bà con, đây là một cái khu về cầu Bãi Cháy. Đây, và Minh Toàn đứng ở đây, Minh Toàn quay một chút. Đây, xa xa đầu kia là có một cái cảng tàu kìa. Đó. Đây là cầu Bãi Cháy của bà con. Đó. Cầu Bãi Cháy, chiều dài cầu là 903m. Hoàn thành ngày tháng 11 năm 2006, nguồn vốn là GBEC. Giờ mời quý bà con cùng Minh Toàn chúng ta đi xuống dưới cầu nhé.
Đây, quý bà con nhìn cái biển báo đây, nếu mà chúng ta đi thẳng chúng ta về Hà Nội, còn chúng ta rẽ phải là chúng ta xuống cái khu du lịch của Bãi Cháy, khu Hạ Long Bay đấy. Nhưng mà ở đây mình toàn xin phép đi thẳng, còn ở khu Hạ Long Bay thì mình toàn sẽ quay những cái video gửi đến quý bà con của bác, và đang có một số cái video rồi để gửi đến quý bà con của bác rồi. Thì nếu quý bà con cô bác, những ai mà quan tâm đến Hạ Long nói riêng hay Việt Nam nói chung, thì rất mong quý bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên được thông báo và người đầu tiên được xem những video thú vị. Cái nút đăng ký này nó nằm ở bên phía tay phải, nó có chữ đăng ký miễn phí đấy bà con cô bác. Đây có cái khu này của Hạ Long mà khu này cũng đang xây dựng và đang hoàn thiện quý bà con. Chúng ta đang lưu thông trên phường Bãi Cháy, đoạn đường này là thuộc phường Bãi Cháy rồi. Và từ đây mà về đến Uông Bí là nó hơn 30 km quý bà con ạ. Và đây là một trong những cái đoạn đường mà đang làm đường. Thì sau này cái đường này cũng là một cái tuyến đường khá là rộng của Hạ Long. Có khả năng là đoạn đường này là rộng nhất ở Hạ Long sau này nó hoàn thành. Đây là có cái khu công nghiệp. À đây là cái cảng Quảng Ninh. Mình toàn định đổ xăng cái, nhưng mà mình toàn đang quay video thành ra thôi, mình toàn để đổ xăng sau vậy. Cái tuyến đường này sau này nó sẽ là gồm 12 làn đường quý bà con ạ. Mỗi bên 6 làn 1, 2. Nó mở rộng ra thành 12 làn đấy.
Và về với Hạ Long thì chúng ta khi mà chúng ta thưởng thức ẩm thực là chúng ta thưởng thức các cái món ăn về hải sản, chủ yếu là về hải sản rất là nhiều. Wow, cái xe chạy nguy hiểm quá. À, mến thưa các anh và các cái bạn thanh niên, ở trước mặt chúng ta là cái khu phố mà thu hút rất là nhiều cánh mày râu về với khu phố này. Đây là khu phố mà gọi một cái tên nó mi miều hơn, đấy là khu phố giải trí dành cho đàn ông. Nó nằm ở bên kia đường với bà con ạ, chứ không phải nằm bên này đường đâu. Đây, phía bên này đường đó, phía ở phía bên kia đường đó. Đấy. Các cái quán cà phê này, bia hơi mà biển nhỏ nhỏ này, rồi giải khát này, gội đầu này. Đấy. Đây là những cái điểm mà giúp cho cánh đàn ông, làm thu hút cánh đàn ông khi đến bãi cháy này. Có những tên rất là mỹ miều, nhớ bia này, rồi bia nhớ này, mộc lan này. Ban ngày thì các bà con của bác không thấy được, nhưng mà ban đêm thì người ta gọi cái khu phố này là khu phố đèn đỏ hay là khu phố đèn mờ. Đấy. Bởi vì trong quán là họ bật những cái đèn mờ mờ ảo ảo, có các em xinh đẹp ngồi trong đấy, thành ra là người ta gọi là đèn đỏ và đèn mờ là như thế. Cái cung đường này đang làm, các bà con bác nhìn không, rất là bụi.